Xin chào bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc máy Canon EOS M50. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn hai điều là chủ yếu. Thứ nhất, đó chính là chỉnh độ phân giải của M50. Thứ hai là bật chống rung điện tử của chiếc máy này như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với độ phân giải. Điều này rất dễ dàng thôi, để khi quay, để tối ưu nhất cho các cài đặt, các bạn nên quay về chế độ quay trên này. Nếu bạn nào biết sử dụng chế độ M rồi thì có thể lựa chọn Manual Movie ở đây, thì nó sẽ có nhiều tùy chỉnh hơn. Ok, đầu tiên chúng ta bấm vào menu, nút menu ở dưới này, menu. Sau đó chúng ta ngay bấm ngay ở phần setting. Ok, ở ngay phần đầu tiên, ở mục 1, ở phần đỏ này, các bạn thể thấy Movie Rate Quality. Thì đây là cái phần mà các bạn thể chỉnh được cái độ phân giải của máy. Các bạn thể chỉnh 4K, Full HD, 60 frame, 25 frame hay là HD. Đó, rất nhiều tùy chỉnh cho các bạn. Tùy vào hệ quay NTFC hay là PAN thì nó sẽ có frame rate khác nhau, thì mình có thể cân nhắc lựa chọn nhé. Thứ hai, nếu các bạn muốn chỉnh cái độ, cái khả năng chống rung điện tử của máy thì các bạn thể vào mục 5, cũng ở phần shooting setting. Ở mục 5 này, ở dòng thứ 3, chúng ta sẽ có ES setting, gọi là Image Stabilizer Settings. Thì ở đây nó sẽ chỉnh cái chống rung điện tử của máy. Nên nhớ ở đây là chống rung điện tử các bạn nhé. Đó, các bạn thể bật on off ở đây. Mình bật on lên thì nó sẽ có ở đây, Enable. Ngoài ra các bạn thể bật ES ở trên len nữa. Các bạn lưu ý nhé, khi bật cái này lên thì nó sẽ có lợi ích là các bạn thể chống rung cho máy ảnh. Thì nó khi quay video thì nó sẽ không bị rung lắc. Nhưng mà khi các bạn bật cái này lên, nó sẽ có một nhược điểm, đó chính là khung hình bị crop lại, có là cái khung hình của bạn nó sẽ bị hẹp hơn so với bình thường. Để mình làm một ví dụ cho các bạn nhé. Đây là khi chúng ta lại ở cái khung hình mà đã bật chống rung lên. Đó. Còn đây là khung hình khi tắt chống rung đi nhé. Chúng sẽ bật off đi. Ok. Khi đã tắt chống rung đi. Đó, tắt chống rung đi thì khung hình nó sẽ rộng hơn khá cho các bạn. Cái này đồng thời cũng áp dụng với 4K. Về cái dòng máy này thì khi quay 4K nó có một nhược điểm, đó chính là cũng như cái chống rung kia, cái khung hình của các bạn sẽ bị crop lại, nó sẽ bị hẹp hơn bình thường. Khi đây là 4K nhá. Đây, 4K khung hình nó sẽ như này. Còn mình sẽ chỉnh về Full HD nhá. Đó, khung hình nó sẽ rộng hơn khá. Để khắc phục cái này thì mình đã nói ở nhiều video rồi, thì các bạn thể sử dụng những cái len rộng hơn, cái len 18-55 này, như những cái len như kiểu 11-22 ngàm M. Còn bạn nào mà không có đủ kinh phí lên cái đấy thì có thể mua kèm ngàm, kèm một con len 10-18 hoặc là 10-22 của Canon, cũng giá khá rẻ, tầm 3-4 triệu thôi. Đó, cách khắc phục cái đấy. Vừa rồi là video mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng chống rung cũng như cái điều chỉnh độ phân giải của Canon M50. Nếu bạn thấy video này có ích và giúp đỡ cho các bạn thì có thể để lại một like, một share để với mình có thể có thêm động lực làm nhiều video hỗ trợ khách hàng như này nữa nhé. Cảm ơn các bạn.